Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu tháng 3 đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 86 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và hầu hết số bệnh nhân này đều ở huyện Diễn Châu. Tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu đã ghi nhận 77 bệnh nhân, xã Diễn Ngọc có 9 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã và đang chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác truyền thông đến với tất cả mọi người dân. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác truyền thông trong nhà trường để mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên, thành viên phòng chống sốt xuất huyết tích cực. Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường giám sát và phát hiện sớm những ca mắc bệnh mới với các triệu chứng như là sốt cao, sốt đột ngột, đi kèm với các triệu chứng ho, sổ mũi, đau đầu, kịp thời đưa người bệnh đến với các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.